đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, lãnh đạo khu quản lý đường bộ 1, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Giang, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang và các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị tham dự lễ phát động. Chúng ta sẽ lên bục để chụp những bức ảnh lưu niệm trước khi tiến hành ra trồng cây ạ. Xin trân trọng được kính mời tất cả mọi người ạ. Ta luy âm rất là nguy hiểm, do vậy mà riêng đối với cây xanh và đường bộ thì hiện nay đấy là một trong những cái được làm rất là thiết thực. Ngoài ra thì cũng là triển khai chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải, của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam và các đơn vị, kể cả các Sở Giao thông Vận tải, chúng tôi đã triển khai việc tạo cái cảnh quan môi trường cho các tuyến đường, đấy là trồng những cái dặm hoa. Mà không chỉ riêng trong đô thị đâu, nếu các đồng chí đi hiện nay thì đã thấy rất rõ đây, là cái cảnh quan hai bên đường của tất cả các tuyến quốc lộ này được cải thiện rất là rõ rệt. Đấy chính là nhờ cái sự chăm lo trồng và chăm bón tỉa hàng năm hàng tháng để chúng ta có được một cái tuyến đường mà xanh sạch đẹp nhất. Do vậy mà chính vì ý nghĩa đó, hôm nay thay mặt cho Cục Đường bộ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông Vận tải phối hợp cùng với các địa phương thì tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn Ban An toàn Giao thông tỉnh, các đơn vị như Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như là các đơn vị, đặc biệt là phường rồi thị trấn Việt Yên ngày hôm nay. Và cũng mong rằng là sau cái buổi trồng cây ngày hôm nay ấy, thì các đơn vị quản lý bảo trì ở đây có 3 đơn vị đúng nào, BOT Hà Nội Bắc Giang, công ty Bắc Nam 236 là những đơn vị phối hợp. Mong muốn là các đồng chí tiếp tục chăm sóc cây xanh, duy trì cái tỷ lệ phát triển cao của cây để hàng năm chúng ta đi qua đi lại vẫn có những cái dấu ấn, đem lại cái cảnh quan cho tuyến đường quốc lộ 1, tuyến đường rất là quan trọng và quan trọng nhất trong đất nước của chúng ta. Trên tinh thần đó thì trong không khí vui tươi chào xuân Giáp Thìn 2024, tôi thay mặt cho lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam chính thức phát động Tết trồng cây Giáp Thìn 2024. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc khỏe tất cả quý vị đại biểu. Xin cảm ơn. Dọc các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến quốc lộ trọng yếu thì theo thống kê hàng năm ấy, thì ngành đường bộ Việt Nam trồng trên dưới khoảng 10.000 cây xanh, không chỉ riêng ở một những cái điểm cầu như này đâu, mà là tất cả các cái đơn vị trong ngành giao thông vận tải, từ cấp hạt cho đến cấp công ty, cấp chi cục thì chúng tôi đều triển khai và trồng liên tục trong tháng riêng này. Và ngay ngày hôm nay ấy, thì tại 4 điểm cầu Bắc Trung Nam thì ngành đường bộ cũng đang rất là tưng bừng triển khai các đơn vị trồng cây xanh trên toàn quốc. Như chúng ta đã biết thì cây xanh có một cái tác dụng rất lớn, không chỉ riêng đối với môi trường. Và như bài hát vừa rồi thì chúng ta cũng vừa lắng nghe đấy, bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Huỳnh Long Ẩn, là có một cây là có rừng và rừng giữ đất quê hương. Đúng nào, nếu mà với các vị trí như ở khu vực Tây Nam Bộ, những khu vực ngập mặn ấy, thì những cái rừng cây là đúng là giữ đất quê hương, chống cái sói lở và chống xâm thực mặn. Còn đối với khu vực phía Bắc của chúng ta, như các vị trí mà chúng ta đang ngồi ở đây hôm nay ấy, thì các đồng chí cũng có thể thấy rằng là cây xanh trước tiên là để cải tạo cái môi trường, ngăn cái tiếng ồn này, ngăn cái bụi bẩn. Cái thứ hai nữa là đối với trực tiếp với ngành giao thông đường bộ của chúng ta. Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại nội dung văn bản số 271, Cục Đường bộ Việt Nam quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông ngày 11 tháng 1 năm 2024 về việc triển khai Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Ngày hôm nay, khu quản lý đường bộ 1 long trọng tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông Xuân Giáp Thìn của khu quản lý đường bộ 1 năm 2024 tại km 131+00 trái tuyến trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội Bắc Giang. Tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Khu quản lý đường bộ 1 rất vui
vui mừng và hân hạnh được đón tiếp. Về phía Bộ Giao thông Vận tải, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hưng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Cùng các đồng chí đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và các phòng tham mưu, văn phòng Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam. Về phía cơ quan tổ chức lễ phát động, khu quản lý đường bộ 1, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc khu quản lý đường bộ 1. Cùng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, các phòng tham mưu, văn phòng quản lý đường bộ 1.5 và trung tâm kỹ thuật đường bộ 1. Về phía Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Tiến, Phó Chánh Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Giang. Về phía Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang. Về phía Công an tỉnh Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Văn Phục, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang. Về phía Ủy ban Nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Về phía Ủy ban Nhân dân phường Quang Châu, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường Quang Châu. Về phía Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Bùi Khắc Trung, Phó Tham mưu trưởng. Về phía đơn vị quản lý bảo trì tuyến Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội Bắc Giang, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đinh Việt Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội Bắc Giang. Về phía đơn vị quản lý bảo trì phối hợp tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Thiều Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Bắc Nam. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Trương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình 236. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, trong không khí rộn ràng phấn khởi đầu xuân năm mới, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy đó. Từ lời kêu gọi của người năm xưa thì Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam nói chung và của ngành giao thông đường bộ nói riêng. Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp được Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý Đường bộ 1 quan tâm, gìn giữ và phát triển. Tiếp theo chương trình thì tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Hưng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam sẽ lên phát biểu khai mạc lễ phát động Tết trồng cây làm theo lời Bác. Xin trân trọng được kính mời đồng chí. Đại diện Đảng ủy Bộ Thông Vận tải, đại diện lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, kính thưa quý vị khách quý tại các đơn vị của địa phương Bắc Giang cùng toàn thể quý vị đại biểu đã tham dự cái chương trình hôm nay. Trước tiên thì thay mặt cho lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng, nhiệt liệt cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã về đây để tham dự chương trình lễ phát động trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, một năm mới hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kênh YouTube Thảo Toàn Quân tiếp tục chia sẻ video về lễ phát động Tết trồng cây. Đấy, các bác, các đoàn đại biểu và các bác công nhân đang thực hiện cái việc trồng cây
cùng quý vị đại biểu đang đứng phía sau. Đúng rồi. Đó, chia sẻ quý vị các bạn. Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 đã được các quý vị đại biểu ra để thực hiện. Việc trồng cây làm theo lời Bác năm 2024. Hả? Chia sẻ quý vị các bạn. Tất cả các quý đại biểu cùng với đây anh em công nhân đang thực hiện trồng cây. Đây, trưởng phòng thanh tra đang trồng cây xin chào. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Có cái kiểu với phó bí thư không? Đây phó bí thư tưới cho nào thì xin kiểu ơi. Đây đứng đây. Chia sẻ toàn bộ video này quý vị các bạn xem và chia sẻ lệnh phát động Tết trồng cây năm 2024 tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chia sẻ toàn bộ video về lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Đấy, mỗi người một cái cuốc cái xẻng. Chia sẻ toàn bộ video do kênh YouTube Thảo Toàn Quân trực tiếp quay chia sẻ với quý vị các bạn. Kênh YouTube Thảo Toàn Quân tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn về lễ phát động Tết trồng cây trên tuyến cao tốc quốc lộ 1A. Đây, phía ngoài là cao tốc quốc lộ 1A. Đây, gồm các lực lượng đã phối hợp thực hiện lễ phát động Tết trồng cây gồm quân đội và cơ quan quản lý đường bộ. Cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan ban ngành liên quan như cảnh sát, rồi chủ quản là cục quản lý đường bộ, cục đường bộ Việt Nam và khu quản lý đường bộ 1, cùng các nhà thầu là công ty BOT quốc lộ 1A và các công nhân, các công nhân mặc áo màu cam là thuộc công ty Bắc Lam. Chia sẻ toàn bộ video để quý vị các bạn xem và chia sẻ toàn bộ cảnh Tết trồng cây thực hiện làm theo lời Bác năm 2024 là do kênh YouTube Thảo Toàn Quân quay trực tiếp để chia sẻ cho quý vị các bạn. Rất tiếc là hôm nay tôi không mang gậy gimbal đi cho nên là máy nó không được đẹp lắm. Quý vị các bạn xem và chia sẻ. Xa xa. Đấy, phía đằng sau tôi chỗ cờ
với nhau này là quốc lộ 1A, tức là đường cao tốc quốc lộ 1A, đoạn làn hướng chiều đi Hà Nội lên Lạng Sơn. Toàn bộ video này quý vị các bạn mà xem và chia sẻ. Toàn quân trực tiếp chia sẻ video về lễ phát động Tết trồng cây, quý vị các bạn xem và chia sẻ. Lễ phát động Tết trồng cây hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 7 tháng riêng, tức là tháng 1 năm 2024. Đấy, năm Giáp Thần, Giáp Thìn, xin lỗi quý vị các bạn, năm Giáp Thìn. Đấy, năm này là năm Rồng, đã thực hiện lễ phát động Tết trồng cây làm theo lời Bác ở ven đường cao tốc quốc lộ 1A thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy, phía xa xa máy quay của tôi là toàn bộ quý khách, cơ quan ban ngành, đoàn thể đã phối hợp để thực hiện cái lễ phát động Tết trồng cây này, chào đón mùa xuân năm 2024, gồm các cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam, khu quản lý đường bộ 1, công ty BOT, đơn vị trực tiếp và quản lý cái quốc lộ 1 và thu phí cái đoạn tuyến quốc lộ 1 qua huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cùng phối hợp thực hiện là các cơ quan như quân đội, công an và sở giao thông của tỉnh Bắc Giang, và công ty 238, công ty Bắc Lạp. Đấy là những người mặc áo màu cam đã phối hợp thực hiện cùng với lại đoàn để thực hiện cái lễ Tết phát động lễ trồng cây năm 2024. Kênh YouTube Thảo Toàn Quân tiếp tục chia sẻ quý vị các bạn lễ phát động Tết trồng cây. Bây giờ bắt đầu vào mùa xuân, quý vị các bạn xem và chia sẻ. Đồng chí đang phát biểu với phóng viên về để phát động Tết trồng cây. Đấy, đã, quý vị đại biểu đã đưa cây xuống, sau đó các bác công nhân của công ty Bắc Lam đã thực hiện vun trồng. Đây toàn cây gỗ lát. Đây, chia sẻ quý vị các bạn. Đây là các đồng chí quân nhân, tức là bộ đội cụ hồ tham gia lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Không phải bóc bầu ạ. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Thời tiết bắt đầu mưa. Đấy, tôi sẽ chia sẻ tiếp một vài hình ảnh, một vài đoạn video nữa để quý vị các bạn xem và chia sẻ. Đấy, phía xa xa trồng trải dài. Toàn bộ phía đằng sau các bạn xem và chia sẻ của kênh YouTube Thảo Toàn Quân trực tiếp quay và chia sẻ lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 tại thị xã Việt Yên của tỉnh Bắc Giang. Trồng cây đã xong. Đây rồi,
đấy, đi theo xe này ạ. Đấy, xe chở cây để thực hiện cái buổi lễ phát động Tết trồng cây. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Đấy, cả toàn xe lên thôi. Đấy, đi cùng đồng chí Minh cùng cơ quan để về trong lễ Tết trồng cây năm 2000. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn, đây tại thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang, ven theo quốc lộ 1A, đường cao tốc quốc lộ 1A là thuộc km 131 cộng 400, đã diễn ra buổi lễ phát động Tết trồng cây năm 2024. Toàn bộ video này chia sẻ quý vị các bạn. Video chia sẻ về lễ phát động Tết trồng cây trên quốc lộ 1, đường cao tốc quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy, các đoàn thể phối hợp để trồng cây đã xong. Xin phép được dừng video chia sẻ về lễ phát động Tết trồng cây tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau. Tiếp tục chia sẻ quý vị các bạn, hôm nay là ngày hội trồng cây trên quốc lộ 1. Đoạn này là cao tốc quốc lộ 1, đường Hà Nội Lạng Sơn, tại km 131 cộng 400 thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy, toàn bộ video này do kênh YouTube Thảo Toàn Quân quay trực tiếp để chia sẻ trực tiếp cho quý vị các bạn. Đấy, từ xa xa bên trong kia đang làm sân khấu, đúng là ăn lát nữa tôi vào chỗ sân khấu tôi quay quy định chia sẻ toàn bộ video quý vị các bạn. Đấy, từ xa xa các anh chị công nhân đang ngồi để chờ đoàn đại biểu ra để đưa cây đặt xuống trồng. Đây, trên tuyến quốc lộ 1 hướng chiều Hà Nội đi Thái Nguyên, Hà Nội đi Lạng Sơn, chia sẻ quý vị các bạn. Xin lỗi quý vị, đây là trên tuyến quốc lộ 1 hướng Hà Nội đi Lạng Sơn. Đấy, phía xa xa nghe khu vực công trường nhà máy xí nghiệp. Đấy, phía dưới là toàn bộ cây cảnh, cây bạch đàn, cây gỗ lát và có một số cây cảnh nữa là sẽ được trồng ở tại khu vực hành lang đường bộ này. Đấy, phía trong kia là các vị đại biểu đang chờ các đoàn đến rồi bắt đầu đứng ra tổ chức lễ phát động. Đây là quốc lộ 1, cao tốc quốc lộ 1A. Kênh YouTube Thảo Toàn Quân chia sẻ toàn bộ video này. Đấy, phía đằng sau là các anh chị công nhân mặc áo màu cam và đang chờ các vị để quý vị đại biểu đến trồng cây dự ngày lễ Tết trồng cây. Đấy, phía xa xa cái tét nước kia, chỗ tét nước đấy là xe để tưới nước, cung cấp nước để trồng cây. Đằng sau tôi đấy là khu vực sân khấu và quý vị đại biểu. Nếu vừa trồng cây tôi sẽ ghi tiếp hình. Đây, hai đồng chí lái máy ra để xem hiện trường. Tôi sẽ vào đây ghi tiếp hình. Đây là địa điểm trồng cây, đã đặt cây sẵn. Ơi, chào đại ca. Chúc mừng năm mới nhá. À,
Chúc một năm mới luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, ok rồi đại ca. Làm cái YouTube kiếm được tiền 1 tỷ. Đây là ghi hình để lưu giữ lại khoảng khắc là công ty Bắc Lam. Xin chào nhá. Đấy, công ty Bắc Lam sang hết bên này để giúp đội bạn đúng không? Đây các hố cây đây đã được đặt ra để cho các đại biểu chuẩn bị trồng. Đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Dòng dài không hả Quân? Chạy suốt lên. Khoảng bao nhiêu? Đấy, cây, cây. Đây là đồng chí Quân, phó giám đốc của công ty Bắc Lam. Đấy, chia sẻ toàn bộ video về trồng cây năm mới năm 2024. Là ra quân theo lời bác dạy là trồng cây để đem lại màu xanh cho đất nước và bảo vệ thiên nhiên. Đấy, toàn bộ anh chị em. Chào toàn bộ anh chị em nhá. Đó. Tất cả là cứ giải dần đúng không? Chắc là đi từ sớm đây đúng không? Đội quân áo cam. Đây là toàn bộ công ty. Đây phía trên quốc lộ 1. Đấy, chia sẻ với quý vị các bạn. Đấy. Kênh YouTube Hảo Toàn Quân TV. Chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đoạn video nói về Tết trồng cây. Hôm nay ngày mùng 7 Tết, tức là ngày 16 tháng 2 năm 2024. Toàn bộ video này do kênh YouTube Thảo Toàn Quân quay trực tiếp để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đây, phía xa xa các đoàn đại biểu, đây là cảnh sát, các đoàn xe. Đây, toàn bộ cây giống đã được đặt đây. Toàn bộ anh em đã thực hiện đặt cây xuống hố. Lát nữa các đại biểu, quý vị đại biểu sẽ đến trồng những cái cây này. Đấy, phía xa xa đã có âm nhạc loa đài để chuẩn bị lễ phát động. Toàn bộ cảnh quan và để chia sẻ quý vị các bạn. Để đến đoạn xa. Đây đoạn cao này tôi đi ghi hình xuống. Được rồi. Anh chủ cho anh nhé, tôi đái nào. Đấy, tất cả các phương tiện. Chào quý vị các bạn, toàn bộ video. Chia sẻ toàn bộ video để quý vị các bạn xem và chia sẻ. Để phát động tết trồng cây, đang trồng cây thì gặp mưa. Đây các quý vị đại biểu đã trồng đến lúc này đã hầu như hoàn thiện. Thế cái tuyến cần phải trồng. YouTube Hảo Toàn Quân phép quý vị các bạn được dừng video chia sẻ về Tết trồng cây tại đây. Hẹn gặp quý vị và các bạn tại các video sau.